là tuần này tiểu là kỳ nghệ quản công thái và ổi ai hén kỳ tọa tam cha lẻm bên kỳ yên châu để tiến dân là cụ và cha mặt đỏ ai hén tân rạng và bỏ ai hôm mây nhung ai rắc đi đo tọa kỳ tam lẻm mau khuôn rồng quản công ngờ. Yên châu là tiểu kỳ mà tăng là ô yên là tiểu kỳ và ai biết kinh nghiệm ai bè rồng bà sụ hầm là lo tiểu quan trạng lệm lý làm bầu nghệ cụ và lệ bằng cụ nghệ tam mồi ai tần ra vài soạn xuề kỳ nghệ thái lo và màn rạo tùng hiền mà nô tụng tây tăng lo và ai tiếc và ta cụm rò lệm à tiểu tân nề à cụ tăng mà và lệm kỳ phạ kề là bằng nghệ kỳ thái ôi yên châu tụi tụng kỳ Tây Tạng và lo ải hình con ngọ ui a con kỳ Tây Bắc. Là cổ là kỳ tên trả lo a rò rê lệm kỳ ải tiết lạc lõng lũm và cây cha tăng tiết là rò ui cha chỉnh và ta biết và ẩm hình bố cha chàng tì bỏ ân viện. Bác lo kỳ lõng lũm a tiêu yên châu cổ là ai tỏa kỳ tạc mà phá kê là kế và ai tạc mà bằng nghệ kỳ rê tạm bác làn rình u ui bằng nghệ quản kỳ gần rải. Mấy dạng lò là nghệ quản cân rai cổ trình lái ta ai trốt là bro trốt là bụn nghệ kỳ già kỳ nâu. Là xìm kỳ lọng lụm cổ là cái ai trò trốt là bụn là nghệ kỳ già nâu cổ. Là mê là tà nề là nâu tà nề nâu kỳ tìa là nâu loạn bằng là nâu kỳ đến nơi ai mà. Lọng lụm cổ là cái và ai cha mạng nò tọa kỳ ta mà và lệm kỳ kết ôi cha tụi trốt tân rạng. Mà nhận ta cũng rê ủi rìm hai là trúc bằng kỳ tên tìa là tiểu kỳ công lệ ủi và tụi trúc là tân đoạn bê cha đế cả ủi là tiểu cơ vỏ kỳ yên châu a à tiểu a à cụ. Nghệ nhân nghệ kỳ rê kê tiết là lừa hồng xưa ra nằm cổ hẹn lội hiểm chất kỳ ra nằm là ải mà là rê ủi là tiểu kỳ bà lệ tủm để chìm chiền khơi đêm bên yên châu. Qua của ai mỗi kỳ hình hắc hình bằng lọng kỳ lụm, tân rộng và cha bà lò kỳ tân rã cha tăng, ôi tiểu kỳ ngò kỳ công. Tây Bắc là nghề cha bà lọng lụm của tiểu kỳ bà, là tiết và tùy bà kỳ đi xuống. Và rồi ôi hắc bằng cân dò bà bằng lọng lụm là mỗi kỳ tân rã, ô ta kè cha lối tung rế ôi tăng mà ta lệm quản ngò thái. Bà là bà ôi là bà cổ và bà bà lai cổ. Bác là cổ và bò, tức là lò kỳ lõng lụm cổ hẳn kỳ tôn ta lại. Hẳn cổ hẳn bò trúc là tân độ chất kỳ rất nặng. Mấy tiêu mê là và tiểu kỳ bà kỳ già, tức là ai kỳ bà kỳ nâu hẳn này em ạ. Bác là a cổ và bò xí. Bác là mùi kỳ rốt, là rình ai nghĩ kỳ tạm cho và tội lắm rồi. Là mê là hẳn kỳ trợ nhẹ, là ô ta và đây bò mà tiêu lại và cha đến nếu. Là ngó là nếu cho vào tuổi à là ôi à nghề và ra nêu là lọng lụm cổ và nổi riềm tắp là loài hiện tại môi hài mấy à cổ hiện cho vào bro là môi to kỳ lung liệu cổ do bằng và à cổ cha tăng là lọng lụm là kỳ à cổ kỳ à rò bằng vầy và cha tuổi là à rò năng mấy vầy và hình hắc bằng là lọng lụm kỳ à cổ và bro ám kê y lệm ám kê và tăng à rò. Bác và lò bình và bò lọng lụm cổ kỳ tài bằng bò tỷ lệ. Bác và cha và bò cổ bình và cò lụm bằng tay bại bẻ hi hai. Bằng rừng kỳ và bò cổ là kỳ tài tê mê. Bác là lò kỳ loạn kỳ tỷ chia cổ và bò lọng lụm. Mấy và rế sò tỷ lái và ảm kỳ và trò ủi kiện là mại bao là mồi kỳ tân đoạn là loạn kỳ tỷ và chàng xích là tung công. Rừng và chàn trà lọng kỳ rì và tên à tù của ám kê y kháng là trông mùi kiểu nề trà và bro lọng lụm. Là tiếc là lôi kỳ lọng lụm của và trà xó là mùi kỳ loạn kỳ rừng bún mê ô ta rời vẹn, ô ta trò ta nà. Bằng là lung liệu kỳ lọng lụm và trà và bro bằng mà. Đây và bro bằng mà kỳ bồn và tụp tế tăng của bro ám kê và lệm tỏ sắc là sắp mê và bro lọ ải tiếc lọng kỳ rì chìa của kê và lệm ải cộng. Bro và rơ kê ta mà lệm kỳ tiểu ngò công quạt ngò kỳ thái ôi a cổ ô ta hìa băng và lò ô ta cây lồi tiết lực lọng lụm của a cổ pin văn tài lọng lụm là cụ là hèn là tiểu kỳ văn tài cụ là hèn là kỳ ba môi là cổ là kỳ a nghề đệ và bro ai lò
đâm cư nghệ vầy và trà xuân vầy và rìa cụ vầy và chân tay tên là lộng lụng của ma bìa làm trình và cà châu là ai đâm cư mô nghệ mê nội văn tài. Thứ hai là đám cưới. Đám cưới thì nó cũng rất đông người, cả xã nọ xã kia đến. Thế cho nên là nó cũng uống rượu vào là ai muốn hát muốn hò. Thế là phải điểm cho những người người muốn hát đấy. Mang là khu mô nghệ Thái Uy Yên Châu, là lò lõng lụm của hiện tấn trà chàng hiện tăng bá và ai kỳ tên rạng rưỡi khắp bằng lò tờ viết kỳ nghệ quận ngò Thái và mật tía tên rạng lò ả rò năng rình vầy tì tịa và mặt đó và ai lõng lụm sắp yên tên lò lõng lụm của hiện trà chàng hiện tăng bá bằng nghệ quận ngò Thái Yên Châu là tùng ghiên rình tết rình hai ả rò mô hai và trà trầm ủi cầm bằng tì bón rình và cà mê và ai chạy mất ta mũi và ai hên ta đoạn mà nó à rò lệm kỳ tiểu và lệ kỳ chiếm. Là nghìn cổ đi đó và ai tăng viện tăng trọng kỳ rì bro bằng lần trình kỳ trà tăng viện và mà nó cổ ta lối ai kỳ lọng lụng là kế và ảm nghìn và lò ai tăng trả là rì kỳ thái của ai hên ta là trình kỳ tăng trọng và mà nó rì bro của ai kỳ tăng trả lọng lụng lò à rò bằng lò hèn hắc hên ta. Bà con nghe nó hay hơn và bà con rất là hào hứng. Lò màu kỳ lặng lụng, lò hẹn trà và lò tân đằng. Bình chẳng tiết và tà lê là mế và trà khu mô nghệ nghệ nhân và ai bro chẳng mạ nò à mê bằng hê mạ nò bằng và ai kỳ kiểu bà bằng và tăng chẳng và ra ui kỳ nghệ rơi tắm bằng nghệ gần rai. Lần rình kỳ tăng tì tỉa bằng rình và tăng tiết là tiểu kỳ tỉa a tị sân nò, ai rình tiết là công khịa và lòng rì. Mẹ và bro và cha mơ tiền mê nghệ kỳ và lụng lọng lụng cụ. Mẹ và cây chạy này tung kỳ và kề kỳ lọng lụng và cây chạy này ai tân ra kề bằng bài rì, bằng hèn và na và mạng đó kỳ nghệ rìm nghệ nghệ nhân. Sắp mê niệu và ai và mạng đó rì và trò tân tăng tiết bằng tân ra vai văn rì và ai tươi soạn và ảm kết mô nghệ tăng vầy tăng ả rò tăng hắc và rò kríp kỳ lọng lụng. Bằng là lò lọng lụng cũ là tân ra kỳ hèn bằng ai lò tân ra và chả này tì bỏ và này là kỳ và bà và này bằng là cụ hình và ai kỳ dân ra và bro mở tiết kỳ cha và lụng là nghệ thái và lụng là lọng lụng của ôi cha khiển kỳ và ai nghệ kỳ chỉnh và tâm biết là ôi a à tung kỳ rình lò mạc khệ là ôi a à tiểu kỳ nghệ trả là cái ai màu kỳ tiểu và rơm bụn bằng ai tiểu và mặt nó mà nhận hiện và thực tích ai hình tân rằng khi tân ra tựa kỳ niệu là lọng lụng cố ôi và rò kíp tùng kỳ rễ ôi quặn ngò thái ôi ai yên châu làm bảo kỳ ra nằm là rưỡi của nam bình yên châu cũ mà nhận ai chèn ai hèn lò kỳ ra nằm kỳ và cha mặt đo lô làm và nề tân đoạn kỳ và này bro tức là lọng lụm bằng ảm khu màu nghệ và mặt đo tân đoạn kỳ và rưỡi xoạn bằng màu nghệ kỳ và mặt đo cầm khu nghệ cha này tập mà lệm lọng lụm kỳ và kề quặn ngò và ai hèn bằng tân đoạn châu rắc kỳ quặn ngò lọng lụm kỳ yên châu cũ là tân trạng kỳ tân trạng quận ngò thái là hiện tân progression và tạm mà nó tọa kỳ lệm quận ngò ôi quận ngò thái để yên châu hẹn kiến nạp là cụ là màu kỳ cha ngẩn rắc kỳ tân tia và ai mà nó âm bình và ai tân trạng cha bro tân trạng mà nhung cây rắc tọa tạm mà rò lệm quận ngò lập con mày màu kỳ tân trạng bro và ai kỳ ri bro là kim bình cụ kỳ nhìn cụ mà nhận cha mà nó hẹn tân trạng và mà nó lò rò clip tức là ai tức là lọng kỳ lượng và mặt đỏ bằng kỳ tên trả kỳ y và pro ảm trà riêng tắp tập huấn ảm khu nghệ nghệ nhân trà và mặt đỏ ai lo ta viết kỳ a lọng lụng và cho mặt đỏ ôn để chiếm tìm bình để tỉnh sắp mê bằng và trả ai tên trả lạc lọng lụng kỳ nghệ thái và mặt tiết là tên trạng kỳ pro re pro là tụng tây tăng trò rò lệm bằng ai sĩ là từng con và ra ui kỳ công ple và ra ui quạt ngò kỳ nghệ nghệ nhân và lò tiết là mẹ tân trọng tạc mà lệm kriếp rò tung kỳ rế ui cho hiếm nô kỳ quạt ngò thái ui đệ yên châu mò kỳ tân trả tăng kỳ rôm bụn.
những làn điệu mượt mà. Lát lò kỳ máu kỳ tên rã kỳ e rõ cụ là và hát bằng tung kỳ và mạ đò lọng lụm to mà trò lệm bằng kỳ tiểu và bì trà tiểu điện chết kỳ nghệ tiểu cụ và bro tăng chốt ôi tiểu kỳ ngò a còng.